Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng hoa chúc mừng bệnh viện Bà Rịa và bệnh viện Vũng Tàu. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của hai bệnh viện, đồng thời chúc đội ngũ thầy thuốc của các đơn vị tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dịp này, lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cũng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị thời gian qua đã luôn hỗ trợ tạo điều kiện cho các phóng viên quay phim tác nghiệp nhằm tuyên truyền kịp thời các hoạt động của ngành y tế cũng như công tác thông tin tuyên truyền chăm sóc sức khỏe trên sóng của đài